Xin chào các bạn. Điểm du lịch mà tôi muốn giới thiệu hôm nay là trong dòi bò Flying Cow Ranch ở Maui. Toàn bộ công viên được chia thành khu cắm trại và khu sinh thái. Khu sinh thái có bò sữa, thỏ, cừu, tức nói chung đừng cỏ. Trong trại có cung cấp 4 không thời gian. Đem hàng khác trắng nhìn cầm rất thưa với kim và sữa bò. Sau kia và sữa, Bengakok bắt đầu cho bé ăn. Bạn có thể giao lưu vấn bé ở của Lê Gần. Rất thi hợp cho người lớn và trẻ em của nhau vui chơi. Ngoài ra, công viên của Sến đã vì con sinh hồi và thời gian của lịch. Có lẽ kim băng lăn lên do quanh công viên. Bạn sẽ thấy nhiều làn vi li lạch chú ý. Bạn cũng có thể cho chú ăn một ít thức ăn. Cám mỏ lá việc lúc nào tục tực cũng rất thú vị. Có rất nhiều hoạt động DIY thử về chống của vật cắm trại của Flying Cow Ranch. Ví dụ, bạn cũng thể đưa mình về ông thầy kim Maverick hình không bỏ. Rất thi hồi đây cháy bắt quỷ khả năng sắm tàu. Để về một ngân hành thiền kinh độc đáo. Ngoài trình nhìn tựa công, bạn cũng có thể sử dụng sữa trong trang trại sản xuất đê đà băm và kem. Bạn có thể vui vẻ trong quá trình trải nghiệm và bạn có thể yêu tâm ăn thêm phần. Thích thì hồi để cả gia đình cùng nhau vui chơi và như gì đẻ thế. Nếu cảm thấy mệt mỏi sau kia trầm nhìn, bạn cũng có thể nhìn ngôi tay các nhà hàng và cửa hàng trong công viên, nơi bày bán nhiều sản phẩm sữa đá qua chế biến dùng chấm dài sản xuất và bán. Ví dụ, bánh caramel sữa, bánh hấp, sữa chua, kem. Như bạn muốn mang một vài món quà đức nhĩ về nhà, những món đồ này cũng là một đức trồng tốt.